Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân của tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, có hành vi đánh nữ nhân viên sân golf BRG Đà Nẵng. Chiều nay, nữ nhân viên này lần đầu chia sẻ về toàn bộ vụ việc với phóng viên VTC. Nhiều thông tin lan truyền về vụ việc không chính xác, đó là khẳng định của nhân viên bị đánh trong sự việc trên. Theo nhân viên này, mong muốn lớn nhất lúc này là các bên liên quan cùng nhau làm rõ mọi việc để chị có thể trở lại làm việc sớm nhất. Khi mà vô cuộc chơi thì nhóm mới toán có thảo luận là đánh gôn chẳng nên là ai mà thua nó là người sẽ trả tiền nước và tiền xăng cho nhau. Mà trong quá trình mà em là không có nói chỉ với anh Dũng, em chỉ trao đổi cái số gạo này với cái tiền của anh Dũng đi thôi, mà không biết thì anh Dũng nghe nên anh Dũng bực mình, nghĩ là chắc là em nói anh Dũng ăn gian nên anh Dũng tức giận, anh Dũng mới đánh em như vậy. Nhân viên này cũng khẳng định chị không có lỗi trong vụ việc trên. May mắn lớn nhất là chị không bị thương nặng. Tuy nhiên, vụ việc này hiện vẫn để lại nhiều dư âm đối với chị. Hiện giờ thì sức khỏe của em là ổn định, nhưng mà về tinh thần là vẫn còn hỗn loạn, tại vì cái đánh đó là cái đánh từ phía sau, bất ngờ từ phía sau, nên là đôi khi ngủ cũng giật mình mà. Hiện nay, đại diện sân golf BRG Đà Nẵng, một trong những đơn vị liên quan trực tiếp đến vụ việc, vẫn chưa cung cấp thông tin nào. Trong khi đó, dù có ai đúng ai sai trong câu chuyện này thì dư luận tại Quảng Nam, Đà Nẵng chờ đợi việc xử lý của các cơ quan liên quan, đặc biệt là Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nơi ông Nguyễn Viết Dũng, người có hành vi đánh nhân viên sân golf này. Trao đổi với phóng viên VTC1 vào cuối giờ chiều ngày hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, vào 15 giờ chiều mai, Hội đồng Nhân dân sẽ họp báo thông tin rộng rãi đến dư luận về vụ việc cũng như quan điểm xử lý của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong những ngày này, người nông dân tại làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đang tất bật với việc chăm sóc để chuẩn bị sẵn sàng cung ứng nhiều loại hoa cho thị trường Tết. Đây là vụ mùa lớn nhất trong năm của người trồng hoa kiểng ở Sa Đéc. Thời điểm hiện tại thì nông dân Sa Đéc đã xuống giống hoa kiểng Tết khoảng 100 hecta, tức là tăng khoảng 50% so với cùng kỳ của năm 2021. Năm nay các loài hoa chủ yếu của làng hoa Sa Đéc vẫn là hoa truyền thống địa phương như hoa vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền. Hiện tại thì tới thời điểm này thì hàng ở trên ruộng của hộ gia đình thì người ta đặt chắc cả khoảng là hơn 50% rồi. Nói chung thì hiện tại giờ trên một cái diện tích hoa của tôi thì là thấy nó phát triển cũng đồng đều cũng tốt, thì nói chung cũng kỳ vọng năm nay sẽ được là trúng mùa trúng giá. Hồi đầu năm giờ thì cái sức tiêu thụ hoa kiểng thì chậm so với các năm trước, nhưng mà tôi cũng kỳ vọng rằng từ đây đến Tết Nguyên Đán năm 2023 thì cái lượng hoa nó sẽ tăng, cái lượng tiêu thụ hoa nó sẽ tăng. Hợp tác xã Hoa Kiểng Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc hiện có hơn 100 thành viên với diện tích canh tác khoảng 40 ha. Ngoài việc sản xuất các loại hoa, cây cảnh công trình quanh năm để đáp ứng nhu cầu trang trí tại các tỉnh thành trong cả nước, thì hiện tại các thành viên hợp tác xã còn đang rất tất bật chuẩn bị hoa, phục vụ cho thị trường lớn nhất trong năm. Hiện nay hợp tác xã thì cũng có mà tìm đầu ra cho cái thành viên của hợp tác xã, đầu ra về qua Tết này thì hợp tác xã cũng có liên hệ những cái hợp tác xã bạn đó, hoặc là những cái công ty cây xanh Công Minh, rồi những cái đơn vị khác để tìm đầu ra cho cái sản phẩm qua Tết của cho thành viên hợp tác xã. Làng hoa kiểng Sa Đéc nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, được mệnh danh là thủ phủ hoa của miền Tây Nam Bộ. Nông dân làng hoa Sa Đéc đang cần mẫn, chăm chút cho những chậu hoa của mình để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần mang sắc xuân đến với mọi nhà trong những ngày đầu năm mới. Chương trình Hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 do báo Tiền Phong và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng nhiều đơn vị sẽ được tổ chức trong 4 tháng, dự kiến tiếp nhận từ 45 đến 50.000 đơn vị máu để đảm bảo phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Thông tin này được ban tổ chức đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội.
Ban tổ chức cho biết, Chủ nhật đỏ 2023 sẽ diễn ra từ tháng 11 năm 2022 đến hết tháng 2 năm 2023, với mục tiêu tuyên truyền kêu gọi người dân hiến máu để đảm bảo lượng máu điều trị thường xuyên bị thiếu hụt vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Năm nay, với sự tham gia của 40 tỉnh, thành phố, với ngày chính hội là vào 18 tháng 12 tới đây tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, với sự tham gia của hàng nghìn các tình nguyện viên và sinh viên các trường đại học cao đẳng, lượng máu dự kiến thu được của chương trình khoảng 50.000 đơn vị. Theo ban tổ chức, mặc dù chưa chính thức khai mạc, nhưng bắt đầu từ tháng 11 đến nay, chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ đã được hưởng ứng và tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố với 9 điểm hiến máu và hiện đã tiếp nhận được khoảng gần 5.000 đơn vị máu. Thưa quý vị khán giả, với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, gần gũi với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa những người lính mang quân hàm xanh với nhân dân khu vực biên giới. Từ ngày có trạm quân dân y ở bản Mường Lống, xã biên giới Chi Lễ, huyện Quế Phong, bà con nơi đây đã không còn phải vất vả đi hàng chục km đường rừng để khám chữa bệnh. Bây giờ, mỗi khi đau ốm, người dân đã có thể tự đi ra trạm xá quân dân y và được quân y biên phòng kiểm tra, tư vấn hướng dẫn cách chữa trị. Tuổi già rồi nhiều bệnh, đến quân y là bộ đội biết bệnh, khám cho đúng thuốc nên bệnh mau khỏi. Trạm xá quân dân y Mường Lống do đồn biên phòng Chi Lễ quản lý có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hàng nghìn người dân ở bản Mường Lống và các bản lân cận, đồng thời tận dụng, nghiên cứu, ứng dụng những bài thuốc, cây thuốc có sẵn trên địa bàn để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, giúp nhân dân giảm bớt khó khăn trong việc đi lại khám chữa bệnh, góp phần bảo vệ công tác an sinh xã hội tại địa bàn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Đặc điểm về cái khí hậu thời tiết khắc nghiệt, cho nên bà con nhân dân thường mắc các cái bệnh về đường hô hấp như là viêm họng, rồi viêm phế quản. Ngoài ra là một do cái phong tục tập quán vệ sinh cũng đang còn kém trong cái ăn uống, cho nên là cũng thường mắc một cái số bệnh về đường ruột như viêm đại tràng, tiêu chảy cấp. Không chỉ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, quân y bộ đội biên phòng còn thường xuyên đến thăm khám, điều trị cho các bệnh nhân không thể đến được các trạm xá, đồng thời kết hợp tuyên truyền cho người dân thực hiện giữ gìn vệ sinh, ăn chín, uống sôi. Hiện nay trên địa bàn tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang triển khai 6 phòng khám quân dân y và 2 tủ thuốc biên cương. Ngoài khám chữa bệnh, các y bác sĩ nơi đây còn là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người dân trên địa bàn chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình và đặc biệt là phòng chống các loại dịch bệnh. Mặc dù mới thành lập thôi nhưng cũng đã xử lý cho hơn 2.000 lượt người, đặc biệt là các trường hợp cấp cứu. Thì Bộ đội Biên phòng đã xử lý các trường hợp kịp thời, các bệnh nhân và giảm được cái thương vong nặng cho các người dân. Và trong thời gian tới thì Bộ Chỉ huy Phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đồn và khảo sát ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, nếu có đủ điều kiện và theo nhu cầu của nhân dân thì có thể là vận động và để tổ chức là các cái tổ thủ biên cương. Cùng với khám chữa bệnh, lực lượng biên phòng đã phối hợp nâng cao dân trí cho người dân bằng cách tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho đồng bào biên giới. Đa phần học viên là những lao động chính trong gia đình nên lớp học được tổ chức vào ban đêm. Những người tham gia học chủ yếu là phụ nữ có độ tuổi từ 20 đến 45, trong đó nhiều người không biết đọc, biết viết chữ phổ thông. Với các chiến sĩ, mỗi ngày đi qua, học viên của lớp học xóa mù chữ, đọc tròn chữ, nói rõ tiếng là niềm hạnh phúc để các anh có thêm động lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vì biên cương ngày càng phát triển.